Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là mẫu xe Toyota Corolla Altis, chiếc xe sedan trong phân khúc cỡ C nhập khẩu Thái Lan của bên nhà Toyota mà trong cái video ngày hôm nay Top Car VN cũng vừa mới cập nhật được chính sách giá bán khuyến mại của Altis trong dịp đầu tháng 4. Chương trình về quà tặng phụ kiện khuyến mại và mức giá lăn bánh là thay đổi đến với những anh chị nào, những khách hàng nào quan tâm theo dõi về chiếc xe này. Với Altis hiện tại ở phân khúc nó đang cạnh tranh với những dòng xe mà các bạn có thể tham khảo, ví dụ như là Hyundai Elantra, ví dụ như là Kia K3, hay là chiếc xe Honda Civic hay là Mazda 3. Với Altis thì đang có 3 sự lựa chọn: bản 1.8G, bản 1.8V, đây là hai phiên bản chạy thuần xăng, và bản 1.8HV là bản hybrid, bản lai giữa động cơ xăng và động cơ điện. Và xin phép là mình cập nhật vào cái phần giá luôn để anh chị chúng ta nắm được trong cái tháng mới này từng phiên bản sẽ có mức giá như thế nào để chúng ta cân đối. Đầu tiên là Corolla Altis bản 1.8G, đây là một phiên bản cũng rất là ăn khách của cái dòng xe Altis này, tầm tiền dễ tiếp cận, máy thì là chạy là thuần xăng các bạn nhé. 1.8G đã có mức giá niêm yết là 719 triệu, xe là sản xuất năm 2023. Với 719 triệu xe 2023 đang giảm giá được là 23 triệu đồng tiền mặt, tặng dán kính cách nhiệt, trải sàn da và camera hành trình, quý chị các bạn nhé. Đó là chính sách giá mới nhất trong đầu tháng mới của Altis 1.8G 2023. Giảm 23 triệu thì còn 696 triệu lăn bánh ở tỉnh sẽ là 771 triệu, ở Hà Nội sẽ là 806 triệu và thành phố Hồ Chí Minh 791 triệu đồng. Đó là lăn bánh của Altis 1.8G. Em nhắc lại nhé, ở tỉnh lăn bánh là 771 triệu, Hà Nội là 806 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 791 triệu đồng với chiếc xe nhập khẩu Thái Lan này. Trả góp của Altis 1.8G thì ở tỉnh số tiền tối thiểu mà chúng ta cần chuẩn bị sẽ là 222 triệu, Hà Nội tối thiểu sẽ là 258 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 242 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 222, ở Hà Nội là 256 và thành phố Hồ Chí Minh là 242 triệu đồng với Corolla Altis 1.8G. Đó là một phiên bản nhiều người quan tâm và lựa chọn. Đây là xe sản xuất 2023, đại lý sẽ đã không còn 2022 nữa rồi. Hình như là vẫn còn một vài đại lý vẫn còn xe sản xuất năm 2022 đấy. Ở xe 22 thì đương nhiên chương trình khuyến mại giảm giá sẽ là tốt hơn. Thì thường nó sẽ chênh nhau giữa hai đời xe khoảng tầm 30 triệu. Đây là ít nhất các bạn nhé. Sự lựa chọn tiếp theo mình cập nhật đó là Corolla Altis bản 1.8V, cũng là máy thuần xăng thôi, nhưng mà option thì đầy đủ hơn và đương nhiên cái mức giá nó cao hơn. 765 triệu là Altis 1.8V, tại thời điểm dịp đầu tháng mới mình cập nhật giảm giá được về tiền mặt là 25 triệu đồng. Quý quà tặng thì vẫn có dán kính, vẫn có trải sàn, vẫn có camera hành trình quý chị các bạn nhé. Dán kính cách nhiệt này, trải sàn da, camera hành trình là những phụ kiện cực kỳ cơ bản mà hầu như chiếc xe mới nào khi lăn bánh cũng nên cần chuẩn bị. Vậy thì giá xe còn 740 triệu. Lăn bánh ở tỉnh của 1.8V là 820 triệu. Ở Hà Nội là 855 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 840 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 820, ở Hà Nội là 855 và thành phố Hồ Chí Minh là 840 triệu đồng. Altis 1.8V. Trả góp bản V này thì ở tỉnh sẽ cần chuẩn bị số tiền tối thiểu là 228 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 263 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 248 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh trả góp là 228, Hà Nội là 263 và thành phố Hồ Chí Minh là 248 với Altis 1.8V, xe cũng là sản xuất 2023, đại lý mình không còn 2022 nữa rồi quý chị các bạn ạ. Sự lựa chọn thứ ba là Corolla Altis bản 1.8V, 1.8HV. Bản HV này là bản hybrid lai giữa động cơ xăng và động cơ điện. Bản này thì đại lý vừa có cả xe sản xuất 2022 mà cũng có xe sản xuất 2023 luôn. Và đương nhiên cái mức giá khuyến mại nó sẽ là khác nhau. Bản 2022 thì mức giá niêm yết của nó là 860 triệu. Xe thì vẫn y nguyên như vậy thôi, nó chỉ khác nhau về cái ngày xuất xưởng trên xe thôi, gọi là chênh nhau một đời, còn xe vẫn y nguyên như vậy. 860 triệu với xe 2022 giảm được 50 triệu đồng tiền mặt các bạn nhé. 50 triệu đồng tiền mặt. Vẫn tặng quý chị các bạn là dán kính cách nhiệt, tặng trải sàn da và tặng camera hành trình. Dán kính, trải sàn, cam hành trình cùng 50 triệu đồng tiền mặt với bản 1.8HV 2022 lăn bánh ở tỉnh sẽ là 898 triệu.
Ở Hà Nội ăn bánh là 934 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 918 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 898, Hà Nội là 934 và thành phố Hồ Chí Minh là 918. Với xe sản xuất năm 2023 thì giảm 10 triệu tiền mặt. Giá là 860 trừ đi 10 còn 850, ăn bánh ở tỉnh là 938 triệu. Ở Hà Nội là 975 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 958 triệu đồng anh chị nhá. Tỉnh là 938, Hà Nội là 975 và thành phố Hồ Chí Minh là 958 với Coratis 1.8 HV theo phương án trả góp. Đây là một chiếc xe trong phân khúc cỡ C nhập khẩu tại Thái Lan của bên nhà Toyota. Với Altis thì kiểu dáng thiết kế thì theo mình cũng rất là bắt mắt. Ngoài ra đây là một chiếc xe có cái khả năng vận hành rất là ok quý chị các bạn ạ. Nếu chúng ta có nhu cầu xem xe trực tiếp lái thử về Coratis thì nhờ quý chị các bạn hãy cứ liên hệ theo cái số line ở ngay bên dưới góc trái màn hình này. Ở miền Bắc thì các bạn hãy gọi hotline ở miền Bắc, miền Nam thì nhờ các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam để liên tục cập nhật cái mức giá thay đổi tại thời điểm mà anh chị chúng ta có ý định làm hợp đồng và đặt cọc. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau của TopKVN. Hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh khi có bất cứ sự thay đổi nào về giá, về khuyến mại. TopKVN sẽ cập nhật ngay và luôn. Xin chào ạ.